Chào những người bạn Hello, tuyệt vời, my thân dearest, yêu nhất của tôi, my những wonderful người yêu dấu friends, của Thượng Đế beloved và của of chư God Phật trong and mười all the phương Buddhas in all và trong mọi thời directions đại, and in all yêu dấu nhất, times, yêu so dấu beloved nhiều tới that nỗi all the tất cả Bodhisattvas, các chư Bồ meaning Tát, saints and nghĩa là sages, các chư have thánh to hiền descend phải into giáng this trần world to rescue để you, cứu độ, to hỗ support trợ, you, to help giúp you, đỡ, to bring đưa you quý vị back to về your nhà thiên deserved, đàng mà quý vị highly searched hết sức for tìm heavenly kiếm và home. xứng đáng cư ngụ. We have too Chúng ta many có quá nhiều thuật terminologies ngữ in trong the lĩnh vực tôn religious giáo. field. Khi chúng ta Now, nói when nhà we thiên say đàng, heavenly thì quý home, vị cũng biết you also đó có know nghĩa là cõi that Phật. means Buddha's Nhưng cõi Phật lands, khác nhau. different Và Buddha's trên các lands. cõi Phật, And in the có Buddha's những đẳng cấp lands, khác there are nhau, quý different vị đã levels kiếm of được bao nhiêu attainment. công đức tâm It linh depends trong on khi how vẫn much còn you sống have ở earned cõi vật chất này. spiritual Quý vị merit cũng biết wise điều đó. while Tất you cả are quý vị still đều biết in the điều đó. physical domain. Yeah, you know Trong that. All trường of you hợp, know that. một số Okay, quý vị some mới of tâm you are ấn, newly tôi initiated. phải lặp lại I điều have to đó repeat that for you to để quý understand vị hiểu and do not và cling đừng to nên bám víu terminology vào whether thuật or not ngữ. it's heaven, Dù đó God's là thiên home, đàng, Buddha's nhà của land Thượng or Đế, Buddha's Phật home. quốc Alright, hay là nhà của yes. Phật. Now, last time we Lần talk trước about chúng ta nói the về preciousness of the body, sự quý this báu của physical body thân that thể vật you chất see, này, quý feel, vị touch, and cảm thấy, cảm appreciate nhận, every day. sờ, chạm Buddha has và said trân that quý mỗi to ngày. be able to have this Đức physical Phật nói body rằng is like để có one thể in a có được million phàm thân này chance. He had thì a giống như parable saying that to be có able cơ to hội cả inherit or triệu to kiếp be mới được một gifted lần. with the human body, Ngài có it một is câu as ngụ ngôn difficult nói rằng as a blind turtle person để có once thể in thừa thousands hưởng of years hoặc được being able to come ba up một to the thân người surface of the sea. thì khó. And at Ví that dụ như moment, rùa cả there ngàn is năm a wood mới có thể piece nổi lên that mặt biển flows một on lần, top of the và lúc surface đó of the water. có một mảnh And that gỗ wood piece has a trôi hole in nổi it. trên mặt nước, And that turtle và person mảnh gỗ đó happens to có have cái his lỗ head và người thân just, rùa tình cờ chui đầu go through qua that lỗ hole. đó. That's how Bất difficult cứ it linh is hồn for nào có được anyone, thân any người soul, to have a là human khó như body. vậy đó. Now, Chúng ta có there are thể many dùng thân things người that cho we can nhiều việc. use the human body for. Quý You vị know cũng that. biết điều đó. Most people Đa use it số just con for người chỉ physical dùng thân người entertainment, để giải trí mua survival, vui, and sinh tồn và success thành in công different physical trong các fields. lĩnh vực vật chất khác But nhau. there are more Nhưng facts to thực that. tế có nhiều hơn With thế nữa. this physical body, you can Với do phàm thân wonders. này, You can have magical mình có power to thể help làm nhiều điều people. kỳ diệu. Of course, you Quý know, vị to có harm thể có people thần also. thông We come to that later. để giúp người. This body, with Dĩ all nhiên your cũng để hại intact người nữa. physical Chúng ta sẽ nói tới điều construction đó from sau. head to toe, Thân every thể này little inch of it với tất cả gives cấu you trúc so vật chất many nguyên vẹn, wonders that you would như từ never be đầu tới able to chân, find out mỗi tấc unless you nhỏ are bé a của totally thân thể, enlightened person. cho quý vị quá That's nhiều điều kỳ difficult diệu mà to quý vị achieve không in bao this giờ lifetime. có Only thể some khám people phá, can. ngoại Well, trừ quý like the vị là một Buddha, người khai some ngộ of cao his nhất. disciples, Điều đó Brahma, khó đạt được not trong even kiếp the này. tenth, a successor of Chỉ the một Buddha số người có afterward. thể như Đức Phật, một số đệ And tử for của Ngài, example, Jesus không phải tất Christ, cả, Guru ngay cả Nanak Tổ sư thứ Devji, 10 Lord Mahavira, cũng không thể. etc. Also, could Ví dụ như Chúa I Giêsu list them Kitô, all for you? Đạo sư No, Nanak, these masters, Đức they don't Mahavira just vân master vân the cũng spiritual có thể. realm Tôi so that không they thể can liệt come kê hết tất up cả and các ngài. down, in Là and thế out này, from all các vị minh directions, sư, các from ngài không hell có to tinh astral thông level cõi to tâm the linh để các physical ngài có thể lên worlds that xuống we're living in. For tới example, lui từ this is mười one of phương, the physical từ địa worlds that ngục we tới live đẳng in, cấp and all the Atula way up to tới the trần gian lowest mà chúng heaven ta đang until the sống nơi highest đây chẳng possible hạn. heaven. Đây If là một that's, trong yes, các well. cõi mà chúng ta đang Now, sống in và order tới to tận thiên master đàng thấp nhất the và spiritual rồi thiên đàng cao domain, nhất có thể, we know what to do already, nếu đó yes? là We thiên can ý go and để test tinh and thông cõi tâm pray to linh, see if the chúng ta master we biết phải meet, làm gì if we rồi. ever meet Chúng one at ta all, đi thử as a cầu real one nguyện để that gặp. has gone Nếu vị minh traversing sư chúng ta all gặp, over the nếu universe, có I bao can giờ gặp bring you một vị anywhere far away là from một vị chân suffering sư and đã the đi khắp vũ karma world, trụ such as our world và right có now, thể for đưa quý example, vị tới okay? bất cứ nơi That nào, is a difficult rời journey, but xa it's thế giới easy nghiệp và đau if you're khổ sincere and pray to như God thế that you giới will chúng meet ta. one Thí dụ như and thế, do all you can also, đây là một hành physically, tinh khó khăn nhưng emotionally, lại dễ mentally, dàng nếu quý vị psychologically, thành tâm spiritually, as you và know, cầu to nguyện be với Thượng able Đế rằng to quý vị reach sẽ gặp một God's vị saints and và quý sages vị cũng nỗ within the lực hết Buddha's mình merciful về mặt vật domain chất, so that they can thể help chất, you, tinh thần, so cảm that a xúc, master tâm will lý. manifest to you.
tâm linh như quý vị biết, để có thể đạt tới cõi của các vị thiên đế, của chư thánh hiền, nghĩa là cõi từ bi của Đức Phật, để các ngài có thể giúp quý vị, để một vị minh sư sẽ hóa hiện trước quý vị, hoặc là ngài đã ở trên thế gian này rồi, trong hình dáng con người, hoặc sẽ giáng trần. Quý vị cần một vị minh sư khai ngộ. Quý vị cần một vị minh sư tại thế, bất kể là gì đi nữa, để ngài truyền cho quý vị được đường giải thoát hàng sống. Khai ngộ này và mãi mãi nghĩ là hạnh phúc, phước lành. Và bất kể được đường nào mà quý vị có thể nghĩ tới, quý vị sẽ đạt được đại khai ngộ. Nhưng trước đó, quý vị cũng đã có rất nhiều phước lành, rất nhiều lực lượng thần kỳ và lực lượng để giúp chính mình và thai nhi, để gia trì cho chính mình và cũng gia trì cho cả thế giới. Tất cả quý vị đều biết điều đó rồi, vì đã nghe nhiều bài giảng trước đây. Và nếu quý vị mới tu thì có thể xem lại tất cả những bài giảng có sẵn trong các DVD hoặc trên các trang mạng của truyền hình Vô Thường Sư. Xin hãy nghiên cứu, đọc, nghe càng nhiều càng tốt, để quý vị hiểu thêm, cho tâm trí hiểu, linh hồn hiểu. Khi quý vị khao khát được tâm linh, nhưng đầu óc luôn thỏa mãn, bởi vì đầu óc có thể dễ hiểu lầm hoặc bị ảnh hưởng bởi lực tà trên thế giới này và dẫn quý vị đi lạc lối và che mờ trí thông minh và trí huệ của mình. Nói tới thân thể, từ đầu tới chân, từ tóc tới móng chân, chứa vô số điều kỳ diệu và lực lượng kỳ diệu, từ thiên đàng tới địa ngục, từ quá khứ hiện tại tới tương lai, quý vị có thể biết tất cả. Nếu tinh thông lực lượng được thừa hưởng trong đền thờ vật chất này mà quý vị gọi là thân thể, tôi sẽ nói đơn giản, hy vọng là tôi có thể. Nhưng có quá nhiều mà quý vị không thể dùng hết trong thân thể vật chất này, hoặc là quý vị thật sự không cần. Dĩ nhiên, nếu cần, quý vị có thể lấy ra thông tin được thừa hưởng từ thân thể mình. Khó cho tôi để chọn từ ngữ ở đây, bởi vì nó không giống như cái gì đó mà mình có thể mua ở siêu thị với một thành phần in trên đó. Nhưng dĩ nhiên, Thượng Đế tạo ra một cách thông minh để cho người không xấu có thể dùng. Những kẻ ác như phù thủy và những kẻ lừa bịp chỉ có thể dùng các thần thông. Những thứ sẽ mà từ cõi với Atula hoặc từ những khoảng trống của nghiệp, như tôi đã kể quý vị nghe rồi, họ không thể đạt được sự tinh thông về thông tin của cơ thể. Quý vị phải có tâm hồn trong sáng bên trong, bởi vì thu nghiệp quả biết mọi điều. Trước khi quý vị thậm chí hoặc sau khi quý vị nghĩ bất cứ gì quý vị dự định suy nghĩ, tất cả đều được ghi lại trong tiềm thức của chính mình và vô nghiệp quả sẽ biết hết, nên chúng ta không giấu được điều gì. Trước đây, tôi có nói nhiều lần rằng vũ trụ này trong suốt, tâm quý vị phơi bày khắp mọi phương hướng, mọi lúc, cho tất cả đều nhìn thấy. Một số người không thấy, nhưng các thiên nhân sẽ thấy và tất cả các vua của các cõi giới này sẽ thấy. Và các vua khác nhau, vua nghiệp quả biết mọi điều mà quý vị suy nghĩ, dự định và những gì quý vị muốn. Tôi nói với quý vị một trong những tư thế mà quý vị có thể sử dụng để đạt được lợi ích, tư thế mà quý vị có âm thanh, thiên đàng nội tại của vũ trụ, ngôi lời của Thượng Đế, lời dạy của chư Phật. Đó chỉ là một tư thế mà chúng ta công khai với người đời. Dĩ nhiên, một số giả mạo đi vào và không thể sử dụng được nhiều, vì có một số thông tin mà họ không thể tiếp cận được nếu tâm họ xấu. Cho dù họ có học đi nữa, nhưng cũng không thể sử dụng được nhiều, hoặc họ không nghe thấy gì cả. Nên tất cả những vị bảo vệ của các cõi thiên đàng biết bảo vệ lời dạy chân chính. Đó chỉ là một tư thế và chủ yếu là một điều khác. Nhưng chỉ với tư thế đó, nếu kết hợp với các tư thế cơ thể khác,
quý vị sẽ đạt được nhiều, vô cùng nhiều hơn nữa. Mà tôi không thể nói cho quý vị biết. Quý vị đã biết một số rồi. Quý vị đã biết nhiều rồi, thậm chí dù chưa kết hợp với các tư thế cơ thể nào khác, nhưng vẫn còn nhiều điều nữa mà tôi thực sự không thể truyền dạy cho quý vị. Thực sự không thể truyền cho quý vị. Thượng Đế không cho phép tôi truyền một cách công khai hoặc cho bất cứ ai, phải là người thuần khiết. Nếu không, nó có thể gây hại cho họ. Nếu họ không được thuần khiết, tôi muốn tu tập tất cả những tư thế cơ thể bí mật này, in order to copy all the mà chứa đựng vô cùng nhiều thông tin rộng lớn. You're not allowed to even không talk ai có thể biết trên thế giới này. Không phải ai, Thượng Đế cũng ban cho điều đó. Ngài chọn những người xứng đáng. Bây giờ, tôi xin lỗi, tôi thậm chí không thể dạy quý vị. Tôi không được phép. Hơn nữa, cho dù tôi muốn dạy quý vị, dù tôi có được phép, thì cũng phải rất cẩn thận. Giống như chúng ta thậm chí phải đứng cạnh bên nhau, để có thể bắt chước tất cả các tư thế và học thuộc lòng. Quý vị thậm chí không được phép nói về điều đó. Quý vị thậm chí không được phép biết ra, đó là điểm chính. Nhưng một số tư thế đã được công khai, nên tôi có thể giải thích về những tư thế đã được công khai và giải thích cho quý vị. Thượng Đế cho phép tôi làm điều đó chỉ là một số ví dụ cho quý vị, không quá nhiều hơn nữa. Tại vì có quá nhiều giống như tư thế cho thông tin của thế giới trong vòng một năm. Tư thế biết trước tương lai trong vòng 2 năm và tư thế để biết nhiều điều khác nữa, vân vân. Dĩ nhiên để cho bản thân biết thì khác, rất dễ. Nhưng nếu muốn biết hết những điều đó vì thế giới thì có thể có cản trở nào đó, dĩ nhiên, bởi vì Ma Vương sẽ ráng chiến đấu cho tới cùng để giết chết mình, làm hại mình, cản trở mình, trì hoãn bằng mọi cách có thể. Nhưng tiện nói về điều đó, tôi chợt nhớ muốn nói với quý vị rằng, nội trong 4 ngày tôi có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là cùng tận, đó là tôi sẽ bị giết chết, bởi vì lực tà sẽ dùng một số phương tiện bi thảm để giết tôi. Thì tôi có thể chết và sẽ không có ai hiện diện ở đó để giúp tôi hoặc biết về điều đó. Tới khi, có lẽ là rất rất lâu sau đó, tôi không biết khi nào. Lựa chọn khác của tôi là phải ra đi thật xa nơi không có ai biết tôi. Hy vọng rằng lực đó sẽ không tìm được kẻ nào phù hợp để giết tôi ở đó. Lựa chọn thứ ba, tôi phải ngưng một chút. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Tôi chỉ kiểu như quá xúc động, nên phải ngưng một chút. Lựa chọn thứ ba là lựa chọn tốt, lựa chọn may mắn, rằng tôi có thể sống, sẽ sống và tiếp tục ở bên quý vị, chia sẻ với quý vị lời dạy từ thiên đàng. Và thậm chí có thể nói cho quý vị bất cứ gì mà tôi được phép nói. Nhờ ân điển của tất cả chư Phật và Thượng Đế, ngay cả trong phần thân, không minh sư nào có thể nói cho quý vị biết tất cả mọi điều. Đức Phật có lần nói rằng, những gì Ngài nói cho đệ tử biết thì chỉ như một nhúm lá cây trong tay Ngài. So với toàn bộ lá sừng trên địa cầu này, cho nên quý vị biết Ngài có thể nói được bao nhiêu và có bao nhiêu điều, Ngài vẫn không thể nói. Đồng thời, bởi vì mất nhiều thời gian và các cơ quan thân thể của các đệ tử không luôn luôn nhạy bén đủ để hiểu tất cả mọi điều. Có nhớ một lần Đức Phật bảo tôi là A Nan, thì giả thân cận nhất của Đức Phật, Ngài đã đạt được siêu lực lượng nào đó mà Ngài có thể có trong cõi vật chất mãi mãi. Nếu chúng ta muốn, và Ngài đã hỏi A Nan, lần đầu A Nan
Kiểu như buồn ngủ không nghe thấy, không nói gì cả. Lần thứ hai, Anan cũng không nghe thấy, không đáp lời gì cả, không phản ứng gì hết. Lần thứ ba, Đức Phật hỏi lần nữa, Anan cũng không nói gì hết. Đức Tôn giả Anan nói, Bạch Thế Tôn, xin Ngài ở lại với chúng con mãi mãi, bởi vì chúng con cần Ngài. Chúng sinh chúng con ở đây trong cõi ta bà đau khổ cần Ngài rất nhiều, nhưng Tôn giả không nói gì hết. Nên sau đó Ma Vương tới nói với Đức Phật, vâng, 3 tháng nữa Ngài phải rời khỏi dương thế, bởi vì không ai muốn Ngài hết. Quý vị thấy đó, mọi điều mà Đức Phật hỏi hoặc bất kỳ minh sư nào hỏi quý vị thì không thể quá 3 lần. Nếu quý vị không trả lời, thành ra Đức Phật đã rời khỏi chúng ta. Đây là nỗi thương tiếc lớn nhất trong lòng tôi. Nếu Đức Phật còn tại đây, thế giới chúng ta đã tốt hơn nhiều rồi. Một địa bàn cho tất cả vui hưởng. Bởi vì nếu Đức Phật tiếp tục còn tại thế, thì Đức Phật sẽ không chỉ dạy vài ngàn đệ tử thôi, mà ngày càng nhiều. Và lòng từ bi của Ngài, giáo lý nhân từ của Ngài sẽ lan truyền khắp thế giới. Rồi thế giới chúng ta sẽ thay đổi rồi. Ngày nay chúng ta có nhiều kỹ thuật cao hơn và đủ loại tiện nghi cùng giao thông, để giáo lý của Đức Phật không những chỉ được in theo các truyền thống, trong vài quyển sách ở đâu đó, trong thư viện hoặc trong truyền kỳ, mà còn lan truyền khắp địa cầu. Ý tôi nói là không phải vì tất cả tăng ni tụng kinh, mà vì những lời từ chính Đức Phật, chính Ngài, bằng chính tiếng nói của Ngài sẽ mang lực lượng khổng lồ để đánh thức con người. Còn không, nếu chỉ bằng đọc kinh điển mà chúng ta trở nên khai ngộ và cải biến thế giới, thì chúng ta đã làm như thế từ lâu rồi. Bởi vì có hàng triệu Phật tử, có lẽ hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu tăng ni tụng kinh Phật mỗi ngày, nhưng chẳng có gì thay đổi trong thế giới này hết. Do đó sự khác biệt khi chính vị minh sư nói, bởi vì mọi điều đều bắt nguồn từ một vị minh sư khai ngộ hoặc Đức Phật Chúa Giêsu sẽ có. Ôi trời ơi, lực lượng khổng lồ để đánh thức tâm hồn, tâm trí và linh hồn ngự trị trong con người và cũng trong những chúng sinh khác nữa, không giống nhau. Khi mình lặp lại những lời nói đó bằng trí của chính mình, quý vị không có đủ lực lượng chứa đựng trong lời nói của mình để truyền vào thế giới, tới người đời ngoài kia. Chính quý vị cũng biết điều đó. Đừng lo lắng quá nhiều về điều đó. Tôi chỉ cho quý vị biết để lỡ như vô nghiệp quả cho tôi biết tất cả điều đó về tình trạng sinh tử trong 4 ngày của tôi. Và ông cũng tiết lộ cho tôi biết một cách để vượt qua sự hãm hại bi thảm mà Ma Vương sẽ áp đặt lên tôi với lực lượng khoảng trống của nghiệp quả tà lực. Nhưng tôi không chấp. Tôi cảm thấy mình có thể làm được, nhưng vẫn còn 5% không chắc chắn. Để cảm thấy lạc quan, tôi sáng tin rằng mình có thể làm được. Nhưng ai biết được, nếu còn có nghiệp thế gian cộng vào trường hợp của tôi nữa, thì tôi phải thành thật nói là không thể chắc chắn trong trường hợp sự lựa chọn. Số 1, chẳng may xảy ra, và lựa chọn thứ 2, thứ 3 thất bại, thì sẽ biết rằng tôi thương quý vị rất nhiều, luôn luôn, bất cứ lúc nào, tôi luôn luôn thương quý vị. Dù ở đây hoặc trên thiên đàng thấp hay cao, hoặc thiên đàng của tôi trên kia, tôi luôn luôn ở bên quý vị, giúp đỡ, hỗ trợ quý vị, bảo vệ, cứu rỗi quý vị và thăng hoa quý vị bất kỳ cách nào có thể. Tôi sẽ không bao giờ rời xa quý vị. Nhưng quý vị cũng phải cố gắng hết sức để xứng đáng với tất cả chư thánh hiền
nghĩa là chư Phật Bồ Tát trong mười phương, trong mọi thời đại, và lực lượng toàn năng của Thượng Đế đang cố giúp chúng ta. Xin hãy xứng đáng, hãy cố gắng hết sức thế thôi. Quý vị chỉ cần làm như thế, cố gắng hết sức mình. Nghĩa sĩ, có gì xảy ra cho tôi và quý vị không nghe từ tôi, không gặp được tôi, thì xin hãy tiếp tục tu hành. Càng nhiều càng tốt. Và rồi quý vị tiếp tục làm truyền hình vô thường sân tới khi quý vị không thể nữa. Quý vị đã được huấn luyện nhiều năm rồi, quý vị biết phải làm gì. Nếu tôi không còn ở thế giới nữa để chỉnh sửa, để chỉ dẫn, hoặc để gợi ý bất cứ gì nữa, hoặc để giúp quý vị trong mọi cách hữu hình, thì tôi sẽ làm như thế trong các tâm linh. Tôi sẽ luôn ở đó với quý vị, chỉ cần bình tâm hướng nội, thì quý vị sẽ nghe, sẽ thấy, sẽ cảm nhận, sẽ biết những gì tôi đang muốn nói với quý vị. Chỉ cần cần thiết tĩnh lặng bên trong, thì quý vị sẽ nghe được, sẽ biết được, sẽ cảm nhận được. Cầu mong quý vị được ban phước mãi mãi. Amen. Cảm ơn quý vị. Và liên quan tới sự ra đi của phàm thân tôi trong trường hợp thực sự xảy ra, đừng oán trách bất cứ gì, có lẽ chỉ là nghiệp thế gian quá lớn cùng với ma thuộc độc ác. Và tài lực bà phù thủy này không chỉ có một mình bà ta mà có tới 510 tín đồ. Chúng đều là quỷ dữ, độc ác, xấu xa, đồng khí tương cầu, nên không dễ dàng cho lâm. Khi Đức Phật còn tại thế, được kể lại rằng trong 3 tháng, vì nghiệp của các đệ tử quá nặng, Đức Phật không có gì để ăn, Ngài phải dùng thức ăn của ngựa. Và đó là ở Ấn Độ. Ở phương Đông, người ta vẫn còn tôn trọng các sư tăng hơn. Họ đã quen với lời dạy nhẹ nhàng và họ đã được dạy dỗ, tôn kính những người tu hành. Vậy mà Ngài vẫn bị đối xử như thế và suýt chết với người anh họ đã lăn đá xuống muốn giết Ngài. Nhưng chỉ có thể cắt đứt một ngón chân của Ngài thôi. Và Chúa Giê-xu đã bị bức hại ngay khi Ngài ra giảng chân lý và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá như thế đó. Bởi vì trần gian này có năng lực rất thô, không dung thứ, không nhân từ chút nào, do những hành động bạo lực của con người. Kể từ bao giờ rồi, không biết, chúng ta không thể đến. Cho nên thỉnh thoảng có những sự cố trong hệ thống như đại dịch, bệnh dịch, sự tàn phá do thiên tai, chiến tranh, vân vân. Tuy nhiên, vẫn không đủ để rửa sạch nghiệp của địa cầu. Cho nên, bây giờ thời điểm lớn lao này đang xảy ra, có lẽ là đang tận thế rồi. Tất cả thiên thần, tất cả các cõi thiên đàng, tất cả chư Phật và các vị minh sư, ngay cả Thượng Đế Toàn Năng đã cố gắng giúp chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải nắm lấy công cụ mà có thể giúp mình. Chúng ta phải đi theo con đường mà có thể cho mình tự do giải thoát. Nhưng chúng ta không làm. Bởi vì nếu tạo ra bạo lực, thì bạo lực sẽ quay trở lại với chúng ta như hiệu ứng phương nghe lâm. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Và những vị giúp đỡ chỉ biết cái hết sức và rơi lệ mà thôi. Các ngài đã làm những gì có thể, nhưng chúng ta là những nhân vật chính mà phải tự giúp chính mình để hiển lộ Phật tánh chân chính. Tối thiểu ở mức độ nào đó, nếu không nhận biết được, nếu chưa đạt được quả vị Phật, nếu tối thiểu chúng ta phải cho thấy một mức độ nào đó của lòng nhân ái, mà chúng ta phải cho thấy địa vị con cái nhân từ của Thượng Đế. Nếu không, chúng ta không nhận được gì như thế. Nó tiếp tục tạo ra bạo lực đối với những người khác, cũng như đối với chúng sinh khác, thì chúng ta không thể nhận lại được gì khác ngoại trừ những gì chúng ta đã gieo. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Bất cứ nghiệp nào tạo ra, quý vị sẽ lãnh quả báo giống như vậy. Tôn giáo nào cũng nói cùng một điều. Thiên Chúa giáo nói như vậy, Phật giáo nói như thế, thì Na giáo cũng giống như vậy, Ấn Độ giáo cũng nói như vậy, Hồi giáo cũng nói giống như thế. Có điều chúng ta phải tìm thấy và thực hành, phải tìm giáo lý ở đó trong chính tôn giáo của mình.
Hãy thực hành giáo lý đó thì chúng ta sẽ biết, nếu không thì chư Thánh Hiền hay Đức Phật không thể làm điều gì nhiều hơn được. Chúng ta nói tới đâu rồi? Bất cứ gì tôi nhớ tôi sẽ nói cho quý vị biết, có lẽ không theo thứ tự nào. Vậy nên không cần phải lo lắng, chúng ta sinh ra và chết đi, không ngày này thì ngày khác. Chỉ có điều nếu vị nào đó ở trong thân thể vật chất, và nếu Thượng Đế hoặc Chư Phật chỉ định là vị đó dạy dỗ cho nhân loại và những chúng sinh khác trên địa cầu, thì ngay cả sự thân động vật, cây cối, thực vật và sỏi đá cũng sẽ lắng nghe lời vị đó. Và nếu vị đó vẫn còn trong thân thể vật chất thì Ngài kết nối nhiều hơn với chúng sinh của cõi giới vật chất và có thể dạy họ hữu hiệu hơn, trực tiếp hơn. Thế thôi, chứ còn sinh tử là điều trong cõi vật chất mà chúng ta không thể tránh. Tôi cũng cảm thấy rất buồn, thất vọng rằng nhiều điều cho tôi biết nhưng tôi không thể nói ra hoặc truyền đạt lại để giúp con người theo cách nào đó. Tôi đã giúp bất cứ gì có thể trong lực lượng khiêm tốn của chính mình, mà nhờ ân điển của Thượng Đế và tất cả chư Thánh Hiền. Khi tôi nói chư Thánh Hiền, quý vị phải biết cũng có nghĩa là chư Phật luôn. Chúng ta có thuật ngữ khác nhau, nhưng chư Phật cũng là chư Thánh Hiền trong tiếng Anh. Thật sự rất khó, nhiều người cứ tranh luận về thuật ngữ, cho nên chỉ có Thượng Đế hoặc không gì cả, chỉ có Đức Phật hoặc không ai hết. Cho dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2,000 mấy trăm năm trước rồi, hoặc Chúa Giê-xu hay một vị nào khác không tốt, bất cứ ai khác là ngoại đạo. Tôi chỉ biết nhìn vào mọi hỗn loạn, tranh luận và phán xét của mọi người mà lắc đầu thôi. Tôi chỉ cố gắng hết mình. Chỉ biết làm gì bây giờ, nhiều người vô minh và nghĩ rằng họ biết hết mọi điều, nhưng họ không biết ngay cả kiến thức từ thông tin của một món ai học của họ. Tôi cũng cảm thấy thương cho họ, bởi vì họ không biết họ đang nói gì, họ không biết họ đang làm gì, và họ xúc phạm thiên địa với tất cả chư Phật qua mọi việc phỉ báng những người tu hành thuần khiết chân thật, chứ chưa nói tới chư Thánh hoặc chư Phật mà đã được thiên đàng chỉ định để đi xuống giúp thế giới hỗn loạn này, để cứu chúng sinh ra khỏi cõi đau khổ này, lên tới các cõi thiên đàng để họ sống ở đó một thời gian lâu, hoặc mãi mãi, hay chính họ thành Phật. Tùy theo họ được đặt ở đâu, dựa theo công đức của họ, những người này thật tội nghiệp. Họ không biết những gì đang đợi họ. Bất kể gì đi nữa, tôi vẫn cố gắng giúp họ và cứu họ. Nhưng cũng còn tùy vào ân điển của Thượng Đế và lòng nhân từ của các vị minh sư, của các chư Phật Bồ Tát. Không chỉ riêng tôi chỉ là một công cụ. Dĩ nhiên tôi cố gắng hết sức mình, hy sinh bất cứ gì có thể. Phải sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chấp nhận bất cứ nguy hiểm nào mà tôi bị buộc phải chịu do nghiệp của tất cả những gì tôi đã làm, mà xem vào nghiệp thế gian. Nếu chưa có ai từng nói với quý vị về quý vị bất cứ gì đúng đắn, hoặc quý vị không chắc là người đó nói điều gì đó đúng đắn với quý vị, hoặc tôn thờ những vị thần tượng đúng hay không, thì hãy cầu nguyện bên trong với tất cả lòng thành với các vị minh sư, nghĩa là chư Phật Bồ Tát với Thượng Đế, để quý vị sẽ được bảo vệ, sẽ được dẫn dắt để nhớ tới cội nguồn của mình qua bất kỳ vị minh sư nào, một vị chân sư mà có thể giải thoát linh hồn quý vị ra khỏi phiền phức của thế gian này. Ít ra bây giờ quý vị biết tại sao Đức Phật nói rằng con người là quý báu như thế nào, hiếm có được như thế. Mặc dù tôi không thể chứng minh cho quý vị tất cả những gì tôi biết về những bí mật này, tất cả các người thân của tôi, tất cả người con yêu dấu của Thượng Đế, tất cả chúng sinh yêu quý của tất cả chư Phật, nghĩa là chư Thánh Hiền. Trời ơi, tôi thậm chí phải thông dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Anh để quý vị biết tôi nói về ai, bằng không những tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Hồi giáo sẽ nghĩ tôi không thuộc về họ.
Nếu tôi chỉ đề cập tới chư Phật với tất cả Phật tử, họ sẽ nghĩ rằng tôi chống Phật tử. Nếu tôi nghĩ tới chư Thánh Hiền hoặc các vị minh sinh, xem biết rằng tất cả các ngài đều giống nhau, chỉ là khác ngôn ngữ mà thôi. Chư Phật có nghĩa là đấng khai ngộ, bậc trượng thượng, nghĩa là đấng xứng đáng dạy quý vị. Dù sao Đức Phật có tới 10 danh hiệu, và trong một các danh hiệu là đấng khai ngộ hoặc đấng thế tôn. Dĩ nhiên một vị minh sư hoàn toàn khai ngộ cũng là đức thế tôn. Cho nên nói như thế đó, các vị minh sư chư Phật cũng là ý nghĩa đó. Sự tôn kính chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền giống nhau cùng ý nghĩa, chỉ là phát âm ngôn ngữ khác nhau. Phật là danh từ tiếng Phạn dành cho một vị minh sư hoàn toàn khai ngộ, chữ Bồ Tát nghĩa là chư Thánh Hiền khai ngộ, mà các ngài chưa hoàn toàn đạt tới quả vị Phật nhưng gần bằng. Bây giờ tôi hy vọng chúng ta hiểu rõ chư Thánh Hiền gần như đạt được quả vị Phật. Bây giờ tôi hy vọng chúng ta hiểu rõ chư Thánh Hiền gần như đạt được địa vị minh sư và gần như đã trở về nhà minh sư hoặc các cõi thiên đàng cao hơn. Rồi các ngài cũng được gọi là chư Bồ Tát. Cho nên tôi hy vọng quý vị luôn luôn nhớ chư Bồ Tát, chư Phật, chư Thánh Hiền, các vị minh sư và Thượng Đế toàn năng trong tâm mình. Khi nào có thể nhớ thì nhớ tới các ngài, để quý vị sẽ được bảo vệ. Hãy nhớ tới Thượng Đế toàn năng. Nếu không, thì hãy nhớ tới chư Phật mà quý vị thương nhất, hoặc chư Thánh Hiền, các vị minh sư, mà quý vị tôn thờ, những đấng gần hơn trong thế kỷ của mình, chứ không phải những đấng đã thăng thiên từ lâu lắm rồi. Thì có lẽ các ngài không còn nhiều lực lượng hay năng lượng kết nối với thế giới này nữa. Xin hãy nhớ tất cả các điều đó và cầu xin Thượng Đế toàn năng cùng tất cả chư Thánh Hiền, chư Bồ Tát, các vị minh sư, các chư Phật, nhớ tới cảnh ngộ khốn khổ của quý vị, nhớ tới hoàn cảnh đau khổ của quý vị trên thế giới này và giúp đỡ bảo vệ giá trị quý vị, thăng hoa quý vị trở về ngôi nhà huy hoàng, tránh lệ nơi cư ngụ nguyên thủy của quý vị. Amen. Amen. Hãy thương tất cả các ngài như các ngài thương quý vị. Tối thiểu quý vị cố gắng thương. Dĩ nhiên chúng ta không bao giờ biết rằng Thượng Đế toàn năng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền và các vị minh sư nhiều như các ngài thương chúng ta, nhưng sẽ tới lúc chúng ta sẽ làm được. Khi đạt tới địa vị của các ngài, bây giờ hãy sáng cầu nguyện, sáng thương, hãy nhớ tất cả các ngài với sự dịu dàng, với tình thương, với sự khao khát muốn biết các ngài để nhận biết chính mình. Rồi một ngày nào đó quý vị sẽ đạt tới đó. Và hãy nhớ yêu thương lẫn nhau và tình thương các chúng sinh khác nhiều như các, như quý vị thương con trai, và hãy nhớ thương yêu nhau và thương các chúng sinh khác như quý vị thương con trai, con gái và thương chính mình. Quý vị biết tôi nói gì rồi. Thương tất cả động vật, cây cối, thực vật, sỏi đá, ngay cả cát trên bãi biển. Một ngày nào đó quý vị sẽ biết điều đó, và quý vị biết tôi luôn luôn nói với quý vị sự thật. Ngay cả nói sự thật quý vị còn không tin, thế thì nói dối có lợi gì? Dù sao linh hồn quý vị sẽ biết sự thật và lời nói dối là gì. Và tôi sẽ bị trừng phạt trong địa ngục nếu tôi nói dối và lừa gạt quý vị vì lợi lộc hoặc những mục tiêu tình tục, vị kỷ, riêng tư. Thượng Đế biết điều đó. Bây giờ tạm biệt quý vị. Và nếu mọi chuyện tốt đẹp thì quý vị có thể nghe tôi khoảng một tuần kể từ ngày hôm nay. Nếu không thì hãy tự bảo trọng. Hãy nhớ Thượng Đế, hãy nhớ tất cả chư Phật, các minh sư, chư Bồ Tát, hãy cầu nguyện nhé. Tôi thương quý vị, tôi thương tất cả những người gọi là đệ tử hoặc không đệ tử. Cầu mong quý vị được Thượng Đế và tất cả chư Phật, Bồ Tát, các vị minh sư, chư Thánh Hiền ban phước dồi dào. Amen.